Cô chào tất cả các em đang theo dõi chương trình dạy học trên truyền hình. Cô là Nguyễn Thị Kim Vàng, giáo viên trường tiểu học số 1 Hương Văn, thị xã Hương Trà. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong chương trình tiếng Việt lớp 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Để bắt đầu tiết học ngày hôm nay, cô mời các em hãy chuẩn bị sách tiếng Việt lớp 1 tập 2. Bây giờ, mời các em hãy quan sát bức tranh sau và cho cô biết tranh vẽ gì. À, qua quan sát tranh, các em có thể nhìn thấy ngay giữa sân có một cây nêu. Các bạn nhỏ mặc áo dài rất đẹp. Có ba và mẹ đang gói bánh chưng, bánh tét. Có ông và bố đang dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Xung quanh có rất nhiều loài hoa rất đẹp. Vậy, cô đố các em, đó là khung cảnh của ngày nào? À, đó chính là khung cảnh của ngày Tết. Và đó cũng chính là chủ đề mà hôm nay cô muốn giới thiệu với các em. Chủ đề 23, Tết quê em. Trong tiết học này, cô trò chúng ta sẽ thực hiện hai hoạt động. Hoạt động 1, tập đọc chào xuân. Hoạt động 2, luyện nói sáng tạo, hỏi đáp điều em thích về ngày Tết. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu hoạt động 1. Đầu tiên, cô mời các em trả lời câu hỏi sau. Vào ngày Tết, em thường đi những đâu? À, vào ngày Tết, có bạn sẽ đi thăm và chúc Tết ông bà. Có bạn sẽ được đi xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Và đây chính là cảnh bắn pháo hoa đêm giao thừa ở Đại Nội Huế đấy. Và có bạn sẽ được xem múa trống lân hay là đi du lịch cùng với gia đình. Và có những bạn nhỏ khác thì sẽ được đi xem chợ hoa, được ngắm khung cảnh thật đẹp vào những ngày Tết. Vậy, vào những ngày Tết, con người và cảnh vật đã có những sự thay đổi như thế nào? Cô mời các em cùng theo dõi bài đọc ngày hôm nay. Đầu tiên, các em hãy mở sách trang 44 và 45. Chúng ta cùng bắt đầu đi vào bài đọc ngày hôm nay. Các em hãy quan sát và cho cô biết bài đọc này có tên là gì? À, bài đọc có tên là Chào Xuân. Tác giả là ai? Đúng rồi, tác giả là Nguyễn Phước Bảo Khôi. Cô giới thiệu với các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài thơ Chào Xuân của tác giả Nguyễn Phước Bảo Khôi. Bài thơ này gồm có 4 khổ thơ. 1, 2, 3, 4. Mỗi khổ thơ sẽ gồm có 4 dòng thơ. Và mỗi dòng thơ là có 4 tiếng. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Chào xuân, hoa mai trước ngõ, vàng trong nắng tươi, Tết đã đến rồi, xin chào năm mới. Em khoe áo đẹp, xuống phố đón xuân, công viên rộng mở, chào từng bước chân. Ngàn cây thay áo, lá xanh nõn nà, muôn hoa khoe sắc, chào bao người qua. Xuân vang rộn rã, theo tiếng trống lân, xuân tươi rạng rỡ, trên môi cười xinh. Nguyễn Phước Bảo Khôi. Sau khi lắng nghe cô đọc, thì các em cần lưu ý. Với bài thơ này, thì các em sẽ ngắt hơi ở cuối mỗi dòng thơ và nghỉ hơi ở dòng thơ cuối cùng của mỗi khổ thơ. Bây giờ, để giúp các em có thể luyện đọc bài thơ này, thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc những từ và tiếng sau. Trước tiên, chúng ta sẽ luyện đọc những từ, tiếng có chữ thanh ngã. Khi đọc những từ, tiếng có chữ thanh ngã, thì các em nhớ phải kéo dài hơi. Nào, cô mời các em đọc nào.
Hãy đọc to cùng với cô. Trước ngõ, nõn nà, rộn rã, rạng rỡ, đã. Tiếp theo, cô có từ khoe sắc. Khi đọc từ khoe sắc, các em thấy tiếng sắc có chữ âm sờ. Khi đọc, các em nhớ cong lưỡi. Nào, mời các em đọc. Và cô cũng có những từ có chữ âm cuối n. Và các em nhớ hãy đọc thật đúng những từ tiếng có chữ âm cuối n nhé. Mời các em hãy lắng nghe cô đọc. Đón xuân, công viên, ngàn, muôn hoa, trống lân, bước chân. Cô mời các em hãy đọc thật to nhé. Và bây giờ các em hãy đọc lại toàn bộ những từ mà chúng ta đã luyện đọc nhé. Các em đã đọc rất tốt. Và cô tin chắc rằng khi các em đã đọc được những từ này rồi thì chúng ta có thể dễ dàng đọc được cả bài thơ. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ. Và đây là khổ thơ thứ nhất. Khi đọc khổ thơ thứ nhất, các em nhớ đọc cả tên của bài thơ. Cô mời các em hãy quan sát và đọc. Hãy đọc to cùng với cô nhé. Chào xuân, hoa mai trước ngõ, vàng trong nắng tươi, Tết đã đến rồi, xin chào năm mới. Và đây là khổ thơ số 2, cô mời các em luyện đọc. Hãy đọc lại cùng với cô nhé. Em khoe áo đẹp, xuống phố đón xuân, công viên rộng mở, chào từng bước chân. Tiếp theo là khổ thơ số 3. Mời các em hãy đọc bài nào. Ngàn cây thay áo, lá xanh nõn nà, muôn hoa khoe sắc, chào bao người qua. Và đây là khổ thơ cuối cùng. Khi đọc khổ thơ cuối cùng, các em nhớ đọc cả tên của tác giả. Cô mời các em đọc. Hãy đọc lại cùng với cô. Xuân vang rộn rã, theo tiếng trống lân. Xuân tươi rạng rỡ, trên môi cười xinh. Nguyễn Phước Bảo Khôi. Và bây giờ, cô mời các em hãy đọc lại toàn bộ nội dung của bài thơ này. Khi đọc, các em nhớ đọc với giọng vui tươi và nhớ ngắt nghỉ hơi thật hợp lý nhé. Vậy thì bây giờ, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu nội dung sau. Các em hãy quan sát bài đọc và đọc cho cô yêu cầu của bài tập này. Đọc to cùng cô nào. Tìm trong bài thơ tiếng có vần ao, ôi, ơi. Như vậy, trong bài thơ này, những tiếng nào có chữ vần ao, ôi, ơi, các em hãy tìm và nói cho những người thân của mình nghe nhé.
Các em đã tìm được chưa? Hãy cùng cô tìm những từ tiếng có chứa vần ao, ôi, ơi trong bài đọc chào xuân. Đầu tiên là những tiếng có chứa vần ao, đó là chào, áo, bao. Và tiếp theo, những tiếng có chứa vần ôi, đó là rồi, môi. Cuối cùng là những tiếng có chứa vần ơi, và cô cũng tìm được một tiếng có chứa vần ơi, đó là mới. Các em có tìm giống như cô không nào? Và tiếp theo, chúng ta sẽ đọc tiếp yêu cầu của phần thứ hai, đó là tìm ngoài bài thơ từ ngữ chứa tiếng có vần ao, ôi, ơi. Và ở ngoài bài thơ này có rất nhiều từ ngữ chứa tiếng có vần ao, ôi, ơi. Để giúp các em có thể tìm thật nhanh thì cô cũng có gợi ý sau. Hãy quan sát đến màn hình và cho cô biết các em nhìn thấy gì. À, đây là hình ảnh của hoa đào. Hoa đào có màu hồng và đó là nét đặc trưng của ngày Tết miền Bắc. Cô có từ hoa đào. Tiếp theo, đây là cúc mâm xôi, là một loài hoa cúc mà khi nở sẽ có màu vàng rất là rực rỡ. Vào ngày Tết, người ta sẽ trưng cúc mâm xôi tượng trưng cho sự ấm no, hạnh phúc. Cô có từ cúc mâm xôi. Và ở bức tranh cuối cùng, các em nhìn thấy có những trò chơi như là chơi chuyền, rồng rắn lên mây, ô ăn quan. Đây được gọi là các trò chơi dân gian. Cô có từ trò chơi dân gian. Những trò chơi này sẽ gắn liền với tuổi thơ của những con người Việt Nam. Và trong những từ này thì tiếng đào có chữ vần ao, tiếng xôi trong từ cúc mâm xôi chữ vần ôi, và tiếng chơi trong từ trò chơi dân gian có chữ vần ơi. Vậy thì bây giờ các em có thể tìm được những từ tiếng có chữ vần ao, ôi, ơi được không nào? Hãy nói cho những người thân của mình nghe và sau đó sẽ cùng cô tìm những từ tiếng ấy nhé. Cô mời các em. Các em đã tìm được chưa nào? Và cô cũng tìm được một số từ chứa tiếng có vần ao, ôi, ơi. Đó là những tiếng có chứa vần ao như chào mào, con cáo, quả táo. Những tiếng có chứa vần ôi đó là xôi đầu, cái nồi, buổi tối. Tiếp theo là những từ ngữ ở ngoài bài thơ chứa tiếng có vần ơi, đó là lời chào, rau mồng tơi, đi bơi. Các em có thể tìm được rất nhiều từ ngữ khác nữa có chứa những vần mà cô trò chúng ta vừa tìm được. Vậy thì bây giờ các em hãy đặt cho cô một câu có chứa từ quả táo. À, các em có thể đặt câu là em rất thích ăn quả táo. Và tiếp theo, các em hãy đặt một câu có chứa từ rau mồng tơi. À, các em cũng có thể đặt câu là cánh rau mồng tơi rất ngon. Và có thể đặt thêm nhiều câu khác nữa. Các em hãy tiếp tục nhé. Bây giờ các em đã cảm thấy mỏi chưa? Cô trò chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát và nhún nhảy theo lời của bài hát sau nhé. Ngày Tết trên phố xá đông vui.
Các em đã cảm thấy thoải mái hơn chứ nào? Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu nội dung của bài đọc chào xuân nhé. Các em hãy đọc thầm hộ thơ 1 và cho cô biết dấu hiệu nào cho chúng ta biết mùa xuân đã về. À, sau khi đọc hộ thơ này, các em có thể nhìn thấy hoa mai trước ngõ vàng trong nắng tươi. Đó chính là dấu hiệu bảo rằng mùa xuân đã về, Tết đã đến rồi. Và đây là hình ảnh của hoa mai. Hoa mai có rất nhiều loài, nhưng trong đó nổi bật nhất vẫn là hoa mai vàng. Hoa mai vàng là một nét đặc trưng của ngày Tết ở Huế, cũng như những ngày Tết ở miền Trung và miền Nam. Tiếp theo, cô mời các em đọc hộ thơ số 2. Hãy đọc to câu hỏi 1 nào. Hãy đọc to câu hỏi cùng với cô. Trong bài thơ, bạn nhỏ làm những việc gì vào ngày Tết? Như vậy, trong hộ thơ 2, các em có thể nhìn thấy được. Vào ngày Tết, bạn nhỏ đã khoe áo đẹp, xuống phố đón xuân. Tiếp theo, cô mời các em đọc thầm hộ thơ 3. Hãy đọc cho cô câu hỏi 2. Khi Tết đến, cây cối và muôn hoa thế nào? À, khi Tết đến, cây cối thay áo, lá xanh nõ nà, muôn hoa khoe sắc, chào bao người qua. Những điều ấy đã được thể hiện ở hộ thơ số 3. Và bây giờ, cô mời các em quan sát bức tranh sau. Đây là hình ảnh cây bàn vào mùa hè, cành lá xum xuê, tạo ra bóng mát, che mát cho chúng ta. Và khi mùa đông đến thì những chiếc lá này sẽ rụng hết. Xuân sang sẽ mọc ra những chiếc lá mới. Như vậy người ta gọi là ngàn cây thay áo. Và các em hãy nhìn thật kỹ. Đây là lá của mùa hè. Và đây là những chiếc lá vào mùa xuân. Lá vào mùa hè sẽ có màu xanh đậm. Còn những chiếc lá vào mùa xuân sẽ có màu xanh non, tươi mát, cho nên người ta gọi là xanh nõn nà. Vậy, vào ngày Tết, ngoài những hình ảnh trên thì các em còn được nghe thấy tiếng gì nữa? À, đó là âm thanh của tiếng trống lân. Và bây giờ, cô mời các em hãy lắng nghe âm thanh của tiếng trống lân. Những tiếng trống lân sẽ giúp cho không khí của ngày Tết thêm tưng bừng, thêm náo nhiệt. Vậy thì bây giờ, cô mời các em hãy theo dõi lại bài đọc và nhắc lại cho cô, bài đọc này gồm có mấy khổ thơ? À, bài này gồm có 4 khổ thơ. Vậy, trong 4 khổ thơ ấy, các em thích khổ thơ nào nhất? Hãy lựa chọn một khổ thơ và học thuộc khổ thơ ấy, các em nhé. Và bây giờ, cô sẽ giúp các em học thuộc khổ thơ em thích và cô lựa chọn khổ thơ thứ nhất để chúng ta cùng nhau luyện đọc thuộc. Để có thể đọc thuộc một khổ thơ thì các em cần phải đọc khổ thơ ấy thật nhiều lần và sau đó chúng ta có thể che đi một số từ trong khổ thơ đó để chúng ta có thể dễ dàng học thuộc. Và bây giờ cô mời các em hãy đọc lại khổ thơ này nhé. Hoa mai trước ngõ, vàng trong nắng tươi, Tết đã đến rồi, xin chào năm mới. Bây giờ, cô sẽ che đi một số chữ ở cuối mỗi dòng thơ. Các em hãy đọc lại cùng với cô nhé. Hoa mai trước
trước ngõ, vàng trong nắng tươi. Tết đã đến rồi, xin chào năm mới. Các em đọc được không nào? Và bây giờ cô sẽ che thêm một số chữ nữa. Các em hãy nhìn lên và đọc nhé. Bây giờ sẽ khó hơn một chút nữa. Cô sẽ che thêm một số từ nữa. Các em hãy đọc nào. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau kiểm tra lại xem chúng mình đã đọc thuộc được khổ thơ này chứ nhé. Hoa mai trước ngõ, vàng trong nắng tươi. Tết đã đến rồi, xin chào năm mới. Cô chúc mừng tất cả các bạn đã đọc thuộc được khổ thơ này rồi. Và khi chúng ta đã đọc được một khổ thơ rồi thì với những khổ thơ khác các em cũng làm tương tự. Và cô tin chắc rằng các em sẽ có thể đọc thuộc được toàn bộ bài thơ này luôn đấy. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động thứ hai, đó là luyện nói sáng tạo, hỏi đáp điều em thích về ngày Tết. Mời các em đọc yêu cầu của hoạt động. Vào ngày Tết sẽ có rất nhiều điều mà cô tin chắc rằng các em rất thích. Vì các em hãy hỏi và đáp với những người bạn của mình hoặc là với những người thân của mình về những điều mà các em thích trong ngày Tết. Các em có thể hỏi đáp về khung cảnh của ngày Tết, món ăn ngày Tết, trang phục ngày Tết, việc làm ngày Tết hay những điều khác nữa mà các em thích thì hãy hỏi, đáp và trao đổi với mọi người các em nhé. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng lắng nghe xem những bạn nhỏ của cô thích gì vào ngày Tết. Xin chào cả bạn, mình là Quân Thư, mình là anh Trâm. Chào anh Trâm, bạn có thích Tết không? Có, mình rất thích. Và ngày Tết, bạn thích đi đâu? Mình thích đi chúc Tết ông bà, đi chợ hoa. Bạn thích món ăn gì vào ngày Tết? Mình thích ăn bánh chưng, mứt, bánh kẹo. Vậy Quân Thư thích đi vào ngày Tết? Mình thích được đi thăm ông bà, xem bằng bóng hoa và đi chơi với gia đình. Vào ngày Tết mình còn được ăn nhiều loại bánh kẹo, mứt, hạt dưa và được nhận nhiều lì xì. Cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn có những ngày Tết vui và ý nghĩa. Các em đã lắng nghe những người bạn nhỏ của cô đã hỏi đáp về những điều các bạn ấy thích chưa? Vào ngày Tết, các bạn ấy thích được đi chơi với gia đình hay là đi thăm ông bà. Các bạn ấy thích đi chợ hoa, đi xem bắn pháo hoa. Những món ăn mà các bạn ấy thích như là bánh chưng, mứt, bánh, kẹo. Và các bạn ấy còn thích được nhận nhiều lì xì nữa đấy. Và các em hãy nói những điều mình thích với mọi người các em nhé. Và tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang một hoạt động rất là thú vị. Đó là hoạt động mở rộng. Cô mời các em đọc yêu cầu của hoạt động mở rộng. Hát bài hát về mùa xuân. Như vậy các em quan sát bức tranh bên dưới, các em sẽ nhìn thấy. Vào mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc, con người thì vui vẻ. Và những hình ảnh đẹp này chính là ý tưởng để các nhạc sĩ có thể sáng tác nên rất nhiều bài thơ, bài hát hay về mùa xuân. Vậy các em hãy tìm và hát những bài hát ấy cho những người thân của mình nghe. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô cũng sẽ giới thiệu với các em một bài hát rất hay về mùa xuân. Cô mời các em hãy cùng lắng nghe giai điệu của bài hát ấy nhé. Yeah! Xuân xuân ơi xuân đã về.
Giai điệu của bài hát này có hay không nào? Và những lời ca trong bài hát, những lời chúc trong bài hát, kính chúc muôn nhà mọi điều an vui, cũng chính là lời chúc, là lời chào tốt đẹp mà tiết học ngày hôm nay gửi đến cho chúng ta. Sau tiết học này, các em nhớ hãy đọc lại bài thật nhiều lần, học thuộc khổ thơ mà các em thích. Hãy hỏi đáp những điều các em thích với những người thân của mình hoặc những người bạn của mình các em nhé. Vậy là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào và hẹn gặp lại tất cả các em.